Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 23 tháng 9, 8 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã được xuất viện trở về khu tạm cư của người dân Làng Nủ. Sau 2 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện, 8 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Đây là những bệnh nhân may mắn sống sót được các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Thăm hỏi các bệnh nhân trước khi xuất viện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã chia sẻ với những khó khăn, đồng thời động viên người bệnh vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cũng đã bố trí xe đưa đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trở về khu vực tạm cư của người dân Làng Nủ. Tính đến ngày 23 tháng 9, trận lũ kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ đã làm 55 người chết, 12 người mất tích, 14 người bị thương, trong đó có 8 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.